ngày hôm nay Sài Gòn Xuân Thành đã xác định họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên sân Chi Lăng với khát khao đòi lại món nợ của đội chủ nhà. Và từ đầu trận đấu tới giờ rõ ràng là Sài Gòn Xuân Thành đã chơi không tốt bằng SCB Đà Nẵng. Tuy nhiên trong khó khăn, trong tình thế bị dẫn trước thì Sài Gòn Xuân Thành vẫn thi đấu bình tĩnh và họ đã có được bàn thắng dỡ hòa trước khi hiệp một kết thúc. Gaston Melo đang bị đau. Gaston Melo vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại AC Manh Bí Linh mùa này với 16 pha lập công. Và rất có thể anh sẽ lại có được danh hiệu vua phá lưới ở mùa giải năm nay nếu cứ duy trì được phong độ ghi bàn ổn định. Bên phía Sài Gòn Xuân Thành chuẩn bị có sự thay đổi người. Cầu thủ sắp được tung vào sân là Hoàng Trọng Phú. Cho đến nay thì Sài Gòn Xuân Thành là một đội bóng thường thi đấu có thể nói là không mấy ổn định trên sân khách, trái ngược với phong độ ở sân nhà. Khi phải làm khách thì do tâm lý chưa thực sự ổn định và lối chơi chưa nhuần nhuyễn nên Sài Gòn Xuân Thành thường để thua những bàn thua rất đáng tiếc, ví dụ như bàn thua trong trận đấu ngày hôm nay, bàn mở tỷ số của SCB Đà Nẵng. Đó là một tình huống mà phòng ngự của Sài Gòn Xuân Thành đã chơi không tốt để cho Tima thoát xuống và có một cú chạm bóng bằng vai ghi bàn cho SCB Đà Nẵng. Trong tiếng đó thì hàng phòng ngự của Sài Gòn Xuân Thành đã chơi không tập trung và cũng bởi một lẽ